Và ngày bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ thí sinh Đinh Kim Thi đến từ lớp cao đẳng nhiếp ảnh K8 với ca khúc Người Thầy, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huyền. Làm sao hết đêm, hết công đơn người thầy.
Sau đêm hay sao trời đến nay, sau đêm hết lá mùa thu rơi, nhưng ngàn năm làm sao em đến hết cùng ơi người thầy. Trước tiên là em xin gửi lời chào đến ban giám khảo, các thầy cô và các bạn. Theo em thì người thầy mà làm em rất là ngưỡng mộ, và em cũng rất là, em cũng không biết nói sao, là em nghĩ là em nợ thầy rất nhiều, đó là thầy Thu ở Bến Thành. Thầy nói là những cái lỗi lầm của em mà để khiến cho thầy buồn, cũng như là các bạn đến ảnh, thì em cũng không biết nói như thế nào. Cảm ơn Tiên Thi rất là nhiều. Có thể thấy đây chính là một cái cơ hội để tất cả chúng ta có thể bằng lời nói, bằng âm nhạc hay bằng một hình thức nào đó, chúng ta gửi đến cái điều sâu lắng nhất trong lòng mình đến với thầy cô. Ngày hôm nay thì thầy Trung Thu không có ở đây, nhưng mà Trung nghĩ những ngày học tiếp theo, những ngày học còn lại ở cái trường này, chắc chắn là thầy sẽ được bạn nhiều hơn, và chúng ta sẽ có một cái kỷ niệm từ thầy trò thật đẹp với trường sinh hôm nay. Cảm ơn thầy. Cảm ơn bạn thanh niên nhé, nhà đầu thanh niên đã tổ chức một cái chương trình